Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Chúng ta cũng vậy. Vì sao hiện nay trở thành phàm phu, trở thành như vậy? Mê rồi, mê mất tự tánh rồi, càng mê càng sâu. Càng mê càng sâu này có thể cảm nhận rõ rệt từ trên hiện tượng. Ví như lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, 50 tuổi. Năm đó tôi 50 tuổi. Hoàn cảnh người và việc bên Hồng Kông không phức tạp như bây giờ. Dân số cũng không nhiều như bây giờ. Dân số lúc đó là khoảng 3 triệu. Con người cũng rất thành thật. Đầu óc cũng không phức tạp như thế. Vì sao vậy? Bởi lúc đó đã có tivi. Tivi trắng đen. Chưa có tivi màu là trắng đen. Chưa có điện thoại di động. Lúc đó chưa có di động. Thấy, nghe, cảm giác, nhận thức của con người không phức tạp như bây giờ. Hiện nay lượng phương tiện không chỉ gấp 10 lần so với 60 năm trước. Vì vậy sự mê này là càng mê càng sâu. Càng mê càng khó quay đầu. Không phải việc tốt. Nếu như chúng ta không học Phật thì chúng ta chẳng khác gì với những người này. Sau khi học Phật thì biết cảnh giác, không xem tivi, không xem tin tức. Tôi gần 50 năm không xem tivi, không nghe đài phát thanh, không đọc báo chí, không biết gì cả. Cuộc sống mỗi ngày đều tốt đẹp. Người khác hỏi tôi, hôm nay thái bình vô sự. Lời nói của người xưa có đạo lý. Khi biết nhiều việc thì nhiều phiền não. Những truyền thông này đang chế tạo phiền não. Chúng ta có thể cự tuyệt, không xem, không nghe. Nếu như quý vị chạy theo nó, nó đưa tin mỗi ngày thì quý vị nghe mỗi ngày. Thật phiền phức. Sao quý vị có được tâm thanh tịnh chứ? Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Tâm nhiễm ô thì sanh phiền não. Đây là một ví dụ rất rõ ràng. Trước đây tôi quan sát thế gian này 10 năm. 10 năm là một sự thay đổi. Hiện nay không phải 10 năm. Mỗi năm đều có thay đổi. Mỗi năm mỗi khác. Điều này thật đáng sợ. Thọ mạng của con người rút ngắn rồi. Làm người phiền chết được. Có thể lãnh hội được không? 10 năm sau so với 10 năm trước thì rất rõ rệt. Trung Hoa là một giáp sau so với một giáp trước. Vậy thì vô cùng rõ rệt.
80 năm trước, chúng tôi mới 8-9 tuổi. Sự chất pháp lúc đó giống như trong sách cổ miêu tả. Đọc sách cổ lãnh hội được tình trạng xã hội của người xưa. Người hiện nay không cách nào lãnh hội được. Con người sống trong thế gian này thật vất vả. Vì sao con người phải sống? Câu trả lời của Joseph Toyby: con người sống ở thế gian, điều thứ nhất là vì yêu, thứ hai là để hiểu rõ chân tướng của vũ trụ. Thứ ba là phát minh sáng tạo. Ông nói không hay như Phật Pháp. Câu trả lời của Phật là bốn chữ. Nhân sanh thù nghiệp. Quý vị đến làm gì? Quý vị phải đến để trả nghiệp báo của quý vị. Trong đời quá khứ tu phước thì quý vị đến hưởng phước. Trong đời quá khứ tạo tội nghiệp thì quý vị đến chịu tội. Đây là lời Phật nói. Phật nói về nhân quả ba đời. Quý vị tạo tác nghiệp này thì quý vị không thể không đến. Không có nghiệp này thì hai người đối diện cũng không quen biết nhau. Vì vậy, khởi tâm động niệm, đoạn ác tu thiện là quan trọng hơn hết. Tôi mong rằng chúng ta trong đời này, đời sau, đời đời kiếp kiếp đều hạnh phúc mỹ mãn. Có thể đạt được không? Được. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chuyên nghĩ điều tốt, không nghĩ điều xấu thì có thể làm được. Sách Thánh Hiền đều là sách tốt. Kinh điển của Phật, kinh sách của Phật giáo đều là sách tốt. Hằng ngày đều nghĩ đến điều tốt này. Điều tốt nhất của thế gian và suốt thế gian, không có gì bằng thế giới cực lạc. A-di-đà Phật. Hằng ngày quý vị nghĩ đến thế giới cực lạc, hằng ngày nghĩ A-di-đà Phật, quá tốt rồi. Nghĩ thế giới cực lạc, tụng kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là sách thuyết minh về thế giới cực lạc. Hằng ngày quý vị đọc kinh, hằng ngày nghĩ đến, phản chiếu trong tâm quý vị là thế giới cực lạc. Niệm niệm không rời A-di-đà Phật. Quý vị xem, ý niệm này tốt biết mấy. Tất cả thiện pháp của thế gian và suốt thế gian đều không thể sánh với điều này. Phải biết rõ. Chỉ thấy lỗi lầm của người khác, không thấy ưu điểm của người khác, thì trên đời không có người tốt.
điều này sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn, sẽ gây ra tai nạn cực kỳ lớn. Nếu như thay đổi góc độ, chỉ nhìn mặt tốt của người khác, không nhìn lỗi lầm của người khác, đây chính là thái bình thịnh thế. Đây chính là đời sống hạnh phúc. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong sách Tông Luận, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Thế duyên không tốt xấu. Tất cả chúng sanh trong thế gian này, duyên là chỉ người và việc. Có thiện ác, có tốt xấu hay không? Không có. Tốt xấu ở đâu? Tốt xấu ở trong tâm của bản thân chúng ta. Quý vị dùng tâm gì để nhìn? Chúng ta dùng tâm bất thiện để nhìn thì thế gian này không có một thiện pháp nào. Chúng ta dùng tâm tốt để nhìn thì người trên thế gian này đều là người tốt. Thực sự đúng như những lời Thế Tôn đã nói trong kinh, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này rất hay. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu như thế nào? A Di Đà Phật xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát. Ngài không nhìn thấy tà ác. Vì sao không có tà ác? Bởi tâm của Ngài không có tà ác. Điều này quá quan trọng rồi. Chúng ta nhìn thấy tà ác là trong tâm có tà có ác. Mang theo những cấu bẩn này như đôi mắt vậy, nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, tất cả đều mang theo sự ô nhiễm. Không phải bên ngoài thật sự có ô nhiễm, mà mắt chúng ta có ô nhiễm. Chính là mắt của chúng ta, tâm của chúng ta ô nhiễm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Người của một giáp trước so với chúng ta, cảm nhận của họ về cuộc sống là vui nhiều, khổ ít. Cảm nhận của mọi người trong xã hội hiện nay chúng ta là khổ nhiều, vui ít. Thậm chí hoàn toàn không có niềm vui. Niềm vui hiện nay thật sự là mê hoặc. Lấy điều này làm niềm vui, không còn niềm vui chân thật nữa. Chưa từng gặp phải trong đời. Thầy Phương nói là truyền hình. Nước Mỹ tương lai mất nước, suy yếu, nhân tố đầu tiên chính là truyền hình. Bản thân truyền hình không có thiện ác,
Nó là trung lập. Vấn đề là ở đâu? Là ở nội dung nó phát ra. Quý vị xem nội dung mặt xấu mà nó phát ra. Là bạo lực, tình dục, sát đạo, dâm vọng. Ngày ngày phát triển những thứ này, khiến người ta xem mỗi ngày không đáng sợ ư? Lúc không có thứ này, trước khi chưa phát minh ra nó, người Mỹ rất thiện lương. Sau khi phát minh ra cái này, một số người vì kinh doanh, vì muốn lôi kéo câu khách, không trừ thủ đoạn, dùng những thứ bạo lực, tình dục, cám dỗ, kích thích những tật xấu của nhân loại. Nó không phải thiện, nên là ác. Điều này rất đáng sợ. Lúc đó, thầy nói cho tôi biết, nếu như dùng công cụ này để phát triển Phật Pháp, phát triển văn hóa truyền thống thì tốt biết bao. Khi đó chúng tôi là thanh niên 20 tuổi, nghe thầy nói không dám tưởng tượng. Vì sao vậy? Vì điều này đòi hỏi quá cao. Chúng tôi làm gì có năng lực đó. Nhưng lời này của thầy không phải nói một lần, nói rất nhiều lần, cho nên chúng tôi ghi nhớ rất sâu sắc. Vì những thứ này cho chúng ta những mặt xấu tin tức. Đối với việc tu học của chúng ta có trở ngại lớn. Phương pháp chúng tôi loại bỏ nó là không xem. Tôi ít nhất 50 năm rồi không xem truyền hình. Truyền hình, phát thanh, báo, tạp chí đều không xem. Mỗi ngày đọc sách thánh hiền, thượng hữu cổ nhân, làm bạn với người xưa, giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác của chính mình. Mỗi ngày quý vị đón xem những thứ đó. Tôi nói thật lòng với chư vị, tôi ngăn không được cám dỗ. Quý vị có bản lĩnh lớn cỡ nào, sau khi xem xong, có thể như bất động chăng? Đừng tự lừa dối bản thân mình, người khác lừa quý vị còn chấp nhận được, tự mình lừa mình, không ai cảm thông cho quý vị được. Cho nên, trừ những kinh giáo mà bản thân học tập, ngoài ra không tiếp xúc. Tôi có khoảng 30 năm, 20-30 năm. Tôi đọc những thứ này, phạm vi càng lúc càng ít. Trong thời gian này, hoặc là vài tháng, hoặc là 2-3 năm, tôi giảng bộ kinh này, những gì tôi xem toàn là những thứ có liên quan với bộ kinh này. Những gì không liên quan không xem. Tâm ta mới có thể chuyên chú, mới có chỗ hiểu được,
Nếu như xem nhiều, xem lung tung, thì những gì quý vị tu học sẽ biến thành thường thức. Nói cho quý vị biết, không có trí tuệ, tâm chỉ cần loạn, trí tuệ sẽ không còn. Bản thân cần phải có thể nắm giữ được. Đây đều thuộc về nhẫn. Quý vị có thể nhẫn qua được. Với bản thân lúc này, chúng tôi giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ, những gì không có liên quan đều buông bỏ. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Hiện nay tôi mỗi ngày giảng 4 tiếng đồng hồ, đọc 4 giờ đồng hồ. Những thời gian khác, niệm Phật, lạy Phật. Đây là vận động đối với thân thể. Thật sự là phải chịu trách nhiệm. Nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình. Học Phật, chúng ta chỉ có hai con đường. Một là thành Phật, hai là đọa tam độ. Chúng ta đi vào đường nào? Trong tâm cần phải tường tận, rõ ràng. Không được giảng sanh là chúng ta có tội. Thứ nhất là có lỗi với chính mình. Đời này quý vị có đầy đủ nhân duyên. Vì sao không được giáng sanh? Đó chính là không đủ thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Là tín nguyện. Ta không có chánh tín, không có nguyện vọng mạnh mẽ. Phước đức là thực hành. Bản thân chúng ta giải đại biến lười, không có thực hành. Trong này nhân tố rất nhiều, cũng rất phức tạp. Người trẻ tuổi thời nay chạy theo cái diễn vong. Muốn thật tốt, muốn thật nhanh. Đặc biệt không biết lúc nên quay lại. Người xưa nói dục tốc tắc bất đạt. Không tin lời dạy bảo của những bậc thánh hiền. Nhìn thấy người khác làm như thế nào, liền nghĩ đến chính ta đương nhiên cũng sẽ làm như vậy. Người khác đi sai đường, mình đi theo cũng sẽ sai đường. Khi quay đầu lại thì đã không còn kịp nữa. Thật sự là phải chịu trách nhiệm. Nên dùng câu này khuyến khích cho chính mình. Học Phật, chúng ta chỉ có hai con đường. Một là thành Phật, hai là đọa tam độ.
chúng ta đi vào đường nào. Trong tâm cần phải tường tận, rõ ràng. Cổ kim trung ngoại không có gì khác, đều là chân thật. Nghe lời, thật làm. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, không có ai không thành tựu. Cuối cùng ở đây tổng kết, khả thử nhị thuyết thật bất tương di. Hai cách nói mà đoạn trước đã nói không trái ngược nhau. Do vì Bồ Tát nhân hành không rời niệm Phật, cho nên trong một có hai, lại niệm Phật viên cụ vạn đức, nên trong hai có một. Không có trái nhau. Một tức là hai, hai tức là một. Vì sao? Công phu của chúng ta không đắc lực, làm nhiều năm như vậy. Thật sự mà nói, ngay cả bên lề còn chưa đụng đến được. Điều này không thể trách người khác, trách bản thân thôi. Không chân thật, không nghe lời, không thật làm. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Nếu như cũng thật sự có thể làm được, chân thật nghe lời thật làm, không phải là người người đều thành tựu rồi sao?